Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Học Đồ Họa và tôi là Trịnh Đức Dương. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về một trong những chủ đề mà nó hết sức là cơ bản bên trong phần mềm Illustrator mà bất kỳ ai cũng cần phải biết, cũng cần phải học khi mà chúng ta tìm hiểu về phần mềm này. Đó là cái cách để chúng ta có thể soạn thảo văn bản hay là viết chữ bên trong phần mềm Illustrator. Thì đối với riêng cái phần soạn thảo văn bản bên trong Illustrator ấy, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kiến thức khác nhau. Vậy cho nên là tôi sẽ chia nó thành 2 hoặc là 3 video để chia sẻ cho các bạn các cái kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ đó giúp cho bạn có thể nắm được những cái kỹ thuật để giúp cho chúng ta làm chủ hoàn toàn về cái cách để chúng ta tạo văn bản bên trong phần mềm Illustrator. Chưa nào? Và đây là cái video đầu tiên về tạo văn bản bên trong Illustrator. Để làm được điều này thì trước tiên các bạn vào cho tôi phần file này, các bạn chọn New, chúng ta tạo ra một cái vùng làm việc mới. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn một cái kích thước là tờ A4, chọn nó này, nhấp vào A4 và khổ ở đây là khổ ngang, được chưa? Các bạn có thể đặt tên cho cái file của mình, ví dụ như là hướng dẫn. Ok, nhấp grid, chúng ta tạo ra một cái vùng làm việc như thế này trong phần mềm Illustrator. Và tương tự như tất cả các cái phần mềm thiết kế đồ họa khác thì để có thể viết chữ hay là soạn thảo văn bản, chúng ta cần lựa chọn công cụ viết chữ. Và đối với phần mềm Illustrator, chúng ta sẽ có công cụ Type Tool, chúng tắt là phím T trên bàn phím. Thì khi mà các bạn nhấp chuột phải vào trong công cụ này này, với các phiên bản cũ thì các bạn giữ cho tôi chuột trái, còn với các phiên bản mới từ CS6 trở về đây thì các bạn click chuột phải thì chúng ta sẽ hiển thị ra chúng ta 6 hoặc là 7 cái thuộc tính để chúng ta có thể soạn thảo văn bản. Và trong bài học này thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến cái văn bản đầu tiên, cái thuộc tính đầu tiên, đó là công cụ viết chữ, phím tắt là phím T trên bàn phím. Thì khi mà chúng ta soạn thảo văn bản ấy thì chúng ta sẽ có hai cái kỹ thuật. Cái kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật nhấp và soạn thảo, tức là trên vùng làm việc của chúng ta như này thì chúng ta chỉ cần nhấp vào một vùng làm việc bất kỳ. Lúc này chúng ta sẽ có một cái văn bản được tạo ra và bôi đen như thế này. Với các phiên bản mới thì nó sẽ có một cái văn bản như vậy, còn phiên bản cũ thì không. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thiết lập một số cái thuộc tính cơ bản cho văn bản trước, bằng cách là ở đây thì chúng ta sẽ thiết lập phông chữ này. Thông thường thì chúng ta sẽ có một vài cái phông chữ mặc định cho máy tính hỗ trợ soạn thảo văn bản tiếng Việt, bao gồm là Media Pro này, New Roman đây, và một số cái văn bản khác nữa, một số cái phông chữ khác nữa. Còn để mà có thể sử dụng nhiều hơn thì các bạn có thể tải về cái bộ phông chữ của tôi để ở phần mô tả video này, các bộ phông chữ ví dụ như là UTM chẳng hạn, hoặc là UVN, hoặc là một số cái phông chữ bất kỳ nào đó mà các bạn mong muốn. Thì để cho các bạn dễ theo dõi, tôi sẽ sử dụng cái phông chữ Media Pro mà bất kỳ một cái máy tính nào chúng ta cũng có cả. Tôi sẽ lựa chọn cái này. Và thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn kiểu chữ. Ở đây thì tôi sẽ lựa chọn kiểu bold. Các bạn chưa cài phông chữ bên ngoài vào thì nó sẽ ít các cái lựa chọn hơn. Tôi sẽ chọn bold chẳng hạn. Ok chưa? Tiếp theo là phần phông size của chúng ta thì chúng ta sẽ tăng cái kích thước văn bản của chúng ta lên một cái kích thước tùy ý. Thì các bạn có thể nhấp cái mũi tên ở đây, hoặc là các bạn có thể nhập một cái kích thước tùy ý, chẳng hạn như là 100 chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta có thể thu phóng cái màn hình để chúng ta quan sát cái phần văn bản của chúng ta. Sau khi mà chúng ta đã thiết lập các kích thước mà như chúng ta mong muốn rồi thì các bạn sẽ tiến hành nhập văn bản của mình, chẳng hạn như là hướng dẫn soạn thảo văn bản. Ví dụ như này. Thì chúng ta sẽ soạn thảo ra các đoạn văn bản, và với Illustrator nó sẽ khác Photoshop ở chỗ ấy, là chúng ta viết văn bản thì nó sẽ tràn ra cả bên ngoài lề nữa, chứ nó không chỉ nằm ở bên trong khu vực mà chúng ta làm việc. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp sang một công cụ bất kỳ nào đó để chúng ta điều chỉnh vị trí này, kích thước, đúng không ạ? Chọn này, kích thước này, giữ shift để phóng to, thu nhỏ cái phần văn bản của chúng ta một cách tự do. Hoặc là các bạn có thể nhập kích thước và tùy chỉnh các cái số liệu ở phía trên thanh điều khiển của chúng ta. Thì trên này chúng ta sẽ có một số cái mà các bạn cần lưu ý như sau. Đầu tiên là kiểu chữ này. Cái thứ hai là đây là phông chữ, sau đó đến kiểu chữ, sau đó đến phông size, sau đó đến định dạng của văn bản của chúng ta là căn trái này, căn giữa này, căn phải, các bạn có thể nhấp để các bạn xem này. Đó.
Và đây chỉ là những cái thuộc tính cơ bản của văn bản mà thôi. Để có thể đổi màu sắc cho văn bản của chúng ta, thì trong Illustrator văn bản được đối xử như một đối tượng bất kỳ nào đó trong phần mềm này. Các bạn chỉ cần nhấp vào đây, hoặc là nhấp trên thanh điều khiển lại chọn vào đây, và chúng ta sẽ lựa chọn một cái màu sắc cho phần văn bản của mình thôi. Thế nào? Đó, bạn thấy không ạ? Chúng ta chỉ cần nhấp vào đây và chúng ta chọn một cái màu bất kỳ. Để có thể tạo thêm một cái stroke cho văn bản của chúng ta ấy, thì các bạn nhấp vào cho tôi phần màu bên cạnh này. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái màu stroke phù hợp cho phần văn bản của mình. Bạn có thể phóng lớn cái màn hình lên bằng cách là giữ phím Alt này, phím An ấy, lăn chuột giữa để phóng to lên, chúng ta có thể quan sát xem nó như thế nào. Chẳng hạn nếu tôi lựa chọn màu đen đi, đó, thì nó sẽ có một cái stroke bên ngoài. Còn muốn bỏ stroke đi ấy, thì các bạn chọn vào nó này, các bạn chọn vào dấu gạch chéo, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm mất màu đi. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ có bảng màu sắc ở bên dưới này. Màu fill tức là màu mà màu nền của văn bản, thì các bạn nhấp vào. Chúng ta sẽ lựa chọn một cái màu cho phần văn bản của mình một cách phù hợp. Ok chưa? Và tương tự như vậy thì màu stroke chúng ta sẽ nhấp bên dưới này. Nhấp xuống biểu tượng bên dưới ở đây. Nhấp đúp vào và chúng ta sẽ lựa chọn một cái stroke cho văn bản của mình. Đó. Được chưa nào? Và chúng ta có thể tăng stroke của chúng ta lên. Các bạn lưu ý rằng là cái stroke của chúng ta đối với định dạng là văn bản thì mặc định cái hiệu ứng stroke của chúng ta nó sẽ tỏa ra đều so với cái đường viền của văn bản, chứ không phải chúng ta không thể lựa chọn outside hoặc inside stroke được. Đây, thông thường ấy, chúng ta nhấp vào chữ stroke ở đây này thì chúng ta sẽ có phần align stroke, tức là chúng ta có ba lựa chọn, một là ở giữa này, hai là vào trong, ba là ra ngoài. Thì văn bản là một cái định dạng đặc biệt, vì vậy cho nên là các bạn không thể lựa chọn cái việc đưa stroke vào bên trong hoặc là đưa ra bên ngoài so với cái đường viền màu sắc của văn bản được. Chúng ta chỉ có lựa chọn ở giữa thôi. Đấy, các bạn có thể nhấp để xem này. Không có hiệu ứng gì cả, không phản ứng gì. Được chưa nào? Đó, và chúng ta có thể tăng giảm stroke bằng cách là nhấp vào đây. Cái tiếp theo mà bạn cần quan tâm đó là chúng ta cần phải soạn thảo văn bản theo khu vực hay gọi là khung textbox của chúng ta ấy. Thì tôi sẽ tạm thời xóa cái này đi. Đúng không ạ? Các bạn chọn lại cho tôi công cụ viết chữ này, Type Tool, phím tắt là phím T trên bàn phím này. Thay vì cái việc nhấp trực tiếp lên trên màn hình làm việc thì các bạn giữ chuột trái, nhấp và giữ chuột trái này. Kéo tạo ra một khu vực soạn thảo văn bản của chúng ta. Sau đó thì cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ thiết lập phông chữ này, kiểu chữ, đúng không ạ? Tôi chọn Times New Roman đi. Ok, lựa chọn nó này. Kiểu chữ này. Và phông chữ, được chưa? Sau đó thì chúng ta vẫn gõ bình thường. Hướng dẫn soạn thảo văn bản với khung textbox trong Illustrator. Đó, ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta tạo ra một khung textbox thì tất cả những cái phần văn bản mà chúng ta soạn thảo đây nó sẽ nằm bên trong cái khung này. Và trong cái trường hợp mà chúng ta soạn thảo văn bản nó vượt ra ngoài khung thì nó sẽ như thế này. Đó, thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta soạn thảo xong ấy, nó sẽ bị che lấp bởi cái khung textbox và nó có một cái dấu cộng màu đỏ ngay đây này. Thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ mở rộng cái khung textbox của chúng ta ra bằng cách là đặt chuột và kéo rộng nó ra như thế này. Chọn công cụ di chuyển này, Selection Tool, kéo để mở rộng nó ra như thế này. Thì chúng ta hiển thị tất cả văn bản của chúng ta. Còn trong trường hợp mà chúng ta không muốn thay đổi phần khung textbox này, chúng ta tạo ra một cái khung textbox tương tự ấy, thì các bạn nhấp vào cho tôi cái hình dấu cộng này. Nhấp vào nó. Thì lúc này các bạn di chuyển ra bên ngoài con chuột của chúng ta, nó sẽ có một cái biểu tượng là khung textbox với cái phần văn bản bên dưới như này. Chúng ta chỉ cần vẽ ra một khung textbox khác tương tự. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái khung textbox chứa cái nội dung tiếp theo của văn bản của chúng ta. Và chúng ta có thể sửa chữa nội dung ở đây. Đúng không ạ? Và chọn lại này. Thì chúng ta sẽ thấy có một cái link liên kết. Link liên kết giữa khung textbox thứ nhất đến cái khung textbox thứ hai của chúng ta này. Liên kết nội dung. Và chúng ta soạn thảo ở trên thì nó sẽ tự động nó đẩy xuống. Ví dụ như tôi nhấp vào đây, nội dung được soạn thảo đấy. Thì các bạn thấy rằng là nó sẽ đẩy từ khung này sang khung bên này. Được chưa nào? Thì cái việc mà sử dụng khung textbox giúp cho chúng ta quản lý cái khu vực của văn bản một cách hiệu quả hơn. Và chúng ta có thể sử dụng được cái bảng paragraph bên trong
Illustrator. Ok, đó là hai cái cách mà giúp cho chúng ta soạn thảo văn bản một cách cơ bản bên trong Illustrator trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quản lý cái thuộc tính của văn bản một cách chi tiết. Khi mà các bạn muốn quản lý thuộc tính thì các bạn chỉ cần nhấp chọn văn bản này. Các bạn nhìn lên trên đây thì chúng ta có cái thuộc tính là character, các bạn nhấp vào. Các bạn nhấp vào ở đây thì lập tức cái bảng character của chúng ta rút gọn nó sẽ hiển thị ra như thế này. Trong này nó sẽ có các cái lựa chọn giúp cho chúng ta quản lý thuộc tính. Cái cách thứ hai là các bạn sẽ vào cho tôi phần Windows này. Các bạn lựa chọn cho tôi cái bảng quản lý là character. Đây. Các bạn vào trong phần type, các bạn sẽ thấy rằng là có một cái mũi tên này, các bạn chọn vào đây sẽ thấy cái phần character. Phím tắt của nó là phím Ctrl T trên bàn phím này. Thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái bảng như này. Và trong một số trường hợp thì cái bảng của chúng ta nó sẽ ít như này này. Các bạn nhấp vào cho tôi cái mũi tên hai chiều ở đây để mà hiển thị ra tất cả những cái nội dung mà chúng ta có thể thấy bên trong. Thì trong này thì chúng ta có những cái lựa chọn gì? Cái thứ nhất là chúng ta sẽ lựa chọn về phông chữ này. Các bạn nhấp vào đây hoặc là sổ xuống để mà tìm cái phần văn bản của chúng ta nó phù hợp. Cái thứ hai là họ chữ này. Cái thứ ba là size này, phông size đúng không ạ? Chúng ta nhấp vào đây để chọn phông size. Đó. Cái thứ tư, tôi sẽ kéo to này ra để chúng ta tắt bỏ cái hộp text box kia đi. Xóa nó. Chờ. Cái tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ có một cái giãn các cái ký tự ra. Chúng ta sẽ giãn ký tự này. Bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ có giãn ký tự. Giãn khoảng cách từ các cái ký tự với nhau. Thông thường thì chúng ta sẽ lựa chọn là không, tức là không giãn các cái phần khoảng cách giữa các ký tự với nhau. Phần bên dưới này là cái phần mà scale, chiều cao của văn bản. Khi mà chúng ta nhấp vào đây thì văn bản chúng ta nó sẽ trở nên cao hơn. Các bạn thấy này, sẽ cao hơn. Được chưa? Và để lại 100% thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Còn ở bên này thì ngược lại, với chiều cao thì chúng ta sẽ có phần chiều rộng. Thì khi mà chúng ta nhấp vào đây thì phần văn bản chúng ta nó sẽ trở nên rộng hơn. Rộng hơn, giữ nguyên chiều cao và trở nên rộng hơn. Ok chưa? Bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là đẩy một cái ký tự nào đó lên cao hơn. Chẳng hạn như tôi lựa chọn công cụ viết chữ này, bôi đen chữ M, sau đó thì tôi sẽ nhấp cái này. Thì nó sẽ đẩy cái chữ M của tôi cao lên một chút như thế này. Được chưa nào? Tiếp theo là xoay làm nghiêng của cái văn bản của chúng ta. Đây. Tôi có thể làm nghiêng cái ký tự của chúng ta như thế này. Đó. Được chưa nào? Ngoài ra thì bên dưới của chúng ta sẽ có thêm một số cái thuộc tính nữa. Bao gồm là viết hoa tất cả này. Viết hoa chữ cái đầu này. Biến một cái ký tự nào đó trở thành cái thuộc tính tương tự như là số học của chúng ta. Đấy, ví dụ như tôi chọn một cái chữ là gõ đây đi, số 1, 2, bôi đen này. Chúng ta sẽ chọn cái này. Thì cái phần số này của chúng ta sẽ đẩy lên, nó tương tự như là số mũ. Và ngược lại thì chúng ta sẽ có số đáy. Đó, chúng ta sẽ có số đáy này. Chúng ta sẽ có biểu tượng gạch chân. Đúng không ạ? Chọn này, gạch chân. Và có gạch giữa. Ok chưa? Thì đó là một số cái thuộc tính cơ bản nhất của văn bản bên trong phần mềm Illustrator. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính của paragraph, tức là các cái thuộc tính của đoạn văn bản. Các bạn nhấp sang paragraph này. Thì trong này chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có căn trái, căn giữa, căn phải, căn đều. Đây, căn đều. Căn đều mà dòng cuối cùng ở giữa. Căn đều dòng cuối cùng ở phía bên này và căn đều tất cả các dòng. Đó, chúng ta sẽ lựa chọn một cái tương ứng. Cái thứ hai nữa là lùi vào, đẩy toàn bộ văn bản lùi vào trong này. Đó. Đẩy toàn bộ văn bản lùi ra ngoài. Phía bên tay trái này, dòng bên tay phải đẩy sang bên ngoài này. Cái bên dưới này là đẩy cái ký tự đầu tiên lùi vào trong này. Đó, chưa nào? Ngoài ra thì bên dưới này chúng ta sẽ có giãn dòng khi mà chúng ta enter. Đây, enter này. Thì khi mà chúng ta giãn dòng thì các bạn thấy rằng nó sẽ đẩy khoảng cách của cái dòng của đoạn tiếp theo so với dòng trên cao hơn. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có đẩy cái dòng khoảng cách từ dòng phía trên xuống dòng phía dưới cao hơn. Đây. Nó tương tự nhau thôi, nó khác nhau ở chỗ là cái khoảng cách này so với dòng trên hay là so với đoạn trên hay là so với đoạn dưới mà thôi.
Ok chưa? Thế nào? Đó là ba cái kiến thức cơ bản nhất về soạn thảo văn bản bên trong Insider. Trong bài tiếp theo, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một cách chi tiết và nâng cao hơn về các cái kiến thức liên quan đến soạn thảo và quản lý văn bản trong phần mềm Illustrator. Nếu như bạn có bất kỳ đóng góp hay thắc mắc nào về chủ đề này, thì đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận của video. Tự học đồ họa sẽ đọc và phản hồi các bạn trong những video tiếp theo. Nếu như bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho video này một like, một share. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tự học đồ họa thì ấn nút subscribe và bật nút chuông thông báo để nhận thông báo về các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.